Hôm nay là Chủ nhật ngày mùng 7 tháng 5. Hôm nay trời âm u và mưa. Bây giờ mưa tạnh rồi. Mát mẻ, trời mát mẻ. Bắt đầu buổi tập speech hôm qua, ngày mai. Chính tòa ông bình chủ tịch hội đồng trường, tòa ông nghĩa tổng giám đốc, tòa các vị quan khác. Lời đầu tiên, tôi xin được gửi lời chúc mừng nồng nhiệt đến các cô mẹ. Hôm nay tôi rất vui mừng và vinh dự được tham dự buổi lễ khai trường trường các cô mẹ. Tôi rất hy vọng với chương trình đào tạo được xây dựng tâm huyết khi luôn trường sẽ đào tạo ra nhiều nhân tài ưu tú trong lĩnh vực IT. Tiếp theo, tôi xin được trình bày bằng tiếng Nhật. Mới kể cô. Xin thưa ông Bình, chủ tịch hội đồng trường, thưa ông nghĩa tổng giám đốc, thưa các vị quan khách. Lời đầu tiên tôi xin được gửi lời chúc mừng nồng nhiệt đến các cô mẹ. Hôm nay tôi rất vui mừng và vinh dự được tham dự buổi lễ khai trường trong các cô mẹ. Tôi rất hy vọng với chương trình đào tạo được xây dựng tâm huyết khi luôn trường sẽ đào tạo ra nhiều nhân tài ưu tú trong lĩnh vực IT. Tiếp theo, tôi xin được trình bày bằng tiếng Nhật.